Vừa lẽ Cường Thúy xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại là phiên chiều ngày 1 tháng 7 năm 2019. Chiều nay thì nhà em sẽ lên một mã long tu mới cho các bác nhé. Long tu xuân ạ. Địa chỉ vườn lan nhà em là đối diện số nhà 1010 đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định ạ. Mọi chi tiết liên lạc qua số điện thoại 0817 892 229 hoặc 0981 550 768 nhé. Đây, sau đây em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết từng mã một cho các bác ạ. Long tu xuân này, hàng thuần tại vườn nhà em nhé. Mã số 1 này, 400k. Mã số 1 là một con long tu mũ cối này, 400k mã này các bác nhé. Đây, đây ạ, long tu xuân này. Hai mấy ngọn nha các bác nhá. Một giò này nó có hai mấy ngọn đây này. Đây. Cây nó cũng đang ra rất là nhiều nhá. 400k này, mã số 1 này. Giò long tu mũ cối mã số 1 này là 400k. Đây. Mã số 1 các bác nhá, 400k này. Long tu xuân. Hàng thuần tại vườn nhá. Đấy, sang mã số 2 này. Mã số 2 này nhỏ hơn. Mã số 2 này là một bảng vuông. Mã số 2 này có giá là 300k. Đây, mã số 2 này có giá là 300k. Phải trên một chục ngọn nhá các bác nhá. Trên một chục ngọn nhá. 300k bảng này. Mã số 2 300k này. Thân của nó rất là to nhá mọi người nhá. Thân của nó rất là to này. Đấy, mã số 2 300k. Long tu xuân này. Để cập nhật clip em up lên mỗi ngày thì mọi người có thể ấn vào đăng ký kênh YouTube Vườn Lan Cường Thúy của nhà em ạ. Sang mã số 3. Mã số 3 này nhỉnh hơn. Mã số 3 này 350k các bác nhá. Đây. Đây mọi người nhìn không? Chi chít luôn nhá. Chi chít luôn này. Ngọn này chi chít này. Dễ nhá. Dễ ra này, trắng xóa cái mặt sớm rồi này. Đây em quay gần cho mọi người nhìn nhá. Mã số 3 này 350k. Đây, cầm lên như này cho nó các bác nhìn cho nó rõ này. 350k này. Là có 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Hơn 20 ngọn ạ, hơn 20 ngọn này. Hơn 20 ngọn cái mã số 3 này, 350k. Bao đẹp, bao giá toàn quốc cho cả nhà mình luôn nhá. Và các bác lưu ý giúp em này. Toàn bộ giá em báo ở trên là chưa bao gồm phí vận chuyển nhá. Sang mã số 4. Mã số 4 đây. Mã số 4 này cũng là 350k nhá. Đây thân của nó rất là mập này. Chi chít luôn ạ, chi chít ngọn luôn nhá. Đây mọi người nhìn không ạ? Mã số 4 này 350k. Mã số 4 đây ạ, 350k này. 350 này, mã số 4 này. Long tu xuân cả nhà nhá. Long tu xuân hàng thuần tại vườn nhà em ạ. Đây, các bác nhìn rõ không ạ? Dễ này. Có bám trắng xóa mặt dớn luôn nhá. Dễ ra trắng xóa mặt dớn luôn này. Mã số 4 350k. Tiếp đến là mã số 5. Mã số 5 đây các bác ơi. Mã số 5 này, to hơn này. Đây là mã số 5 này. Chiến ơi, mày ghi lại cho cô cái mã này phát. Mã số 5 400. Ghi nhầm đây. Đây này. Đây này. Đây này. Đây này. Mã số 5 các bác nhá, 400k này. Đây. Thân của nó rất là mập. Thân của nó rất là mập này. Đấy mọi người nhìn rõ không ạ? Mã số 5 này 400k. Đây ạ, mã số 5 này 400k này.
Hàng đẹp long lanh luôn. Hàng đẹp long lanh luôn này. 6, 7, 8. Mã số 5 này. Đánh luôn số 6 vào. Rồi. Tiếp theo xem mã số 6 con nhá. Đấy là mã 7. Như thế đánh lên. Mã số 6 này 400k này. Mã số 6 này bảng này rất là to. Bảng này rất là to luôn. Mã số 6 400k nhé. Long Tu Xuân. Số điện thoại đặt hàng của nhà em là 0817 892 229 hoặc 0981 550 768 ạ. Đây, em sẽ xem mã số 7. Mình ghim luôn vào cho cô đi. Mã số 7 này. Lấy luôn cái ghim này, ghim luôn giấy vào cho nó bay. Mã số 7 này, đây mọi người nhìn không? Nhìn thấy cái mã 7 này không? Mã 7 này rất là đẹp luôn nhá. Này, ghi ra này. Ra rất là nhiều. Mã số 7 này 400k. Mã số 7 này cũng là 400k này. Quá là đẹp luôn. Tuyệt vời luôn ạ. Ồ, ghim luôn ạ. Mã số 7 400k nhá. Mã số 7 này 400k thôi ạ. 400k này. Đấy, ghi ra này. Ghi nó ra này. Sang mã số 8 này. Mã số 8 này là một bảng hình chữ nhật. Một bảng hình chữ nhật này. Đây mọi người nhìn thấy không? Mã số 8 này 450k nhá. Bảng này rất là to. Bảng này rất là to này. Đây. Ngọn này di dít dì dịt luôn này. Rất là nhiều luôn nhá. Mã số 8 này 450k. Mã số 8 này là 450 ạ. Đấy. Mã số 8 đây mọi người nhìn thấy không? Dễ này. Dễ nó ra này. Trắng xóa luôn nhá. Dễ ra trắng xóa luôn rồi này. Mã số 8 450 này. Em sang mã số 9. Mã số 9 là một giò mũ cối. Một giò mũ cối này. Đây mọi người nhìn này. Rất là nhiều nhá. Rất là nhiều ngọn luôn ạ. Mã số 9 này có giá là 450k nhá. Đây. Thân dài này. Thân dài này. Mã số 9 này 450. Một giò mũ cối nhá. Mã số 9 này là một giò mũ cối ạ. 450k này. Mã số 9 là 450 nhá. Đây giò mũ cối đây. Một giò long tu mũ cối này. Mã số 9 này một giò long tu mũ cối này. Bao đẹp này. Bao chuẩn cho các bác luôn nhá. Sang mã số 10. Mã số 10 cũng là một giò mũ cối. Mã số 10 này 400k nhá. Đẹp lắm các bác ơi. Hàng đẹp long lanh luôn. Ngọn thì dày nhá. Chi chít luôn ạ. Mã số 10 này 400k này. Em xin kết thúc video nhà em tại đây ạ. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video nhà em nhé. Em chào mọi người ạ.